Và nếu con mình đang đi trên con đường tu tâm hiểm nguy, thì nếu mình là cha mẹ mà mình lo lắng cho con mà mình không có truyền thông được với chúng nó, thì cái phương pháp vẫn là phương pháp lắng nghe và ái ngữ, phương pháp trì giới. Sau khi đã tiếp nhận giới luật, đã trì giới, đã thực tập lắng nghe và ái ngữ, mình có thể nói chuyện với con mình bằng tất cả sự thương yêu. Mình có thể thực tập lắng nghe con mình: con ơi, ba biết là con có những khó khăn, có những đau khổ mà con chưa nói ra được. Ngày xưa thì ba chưa có khả năng nghe, nhưng bây giờ ba đã tu học, ba có thể nghe được con. Con nói cho ba nghe đi, để ba đừng có làm những cái chuyện sai lầm khiến cho con khổ đau thêm. Nói được như vậy thì đứa con mình nó sẽ đỡ lắm. Và nếu mình chưa nói được, mình còn mắc cỡ, thì mình có thể viết cho nó một cái thơ, và mình hẹn rằng nếu mà nó muốn thì hai cha con sẽ ngồi lại với nhau để chuyện. Tại vì mình đánh mất con mình, đánh mất con mình, không còn có thể truyền thông với con nữa, không có thể chia sẻ và trao truyền những cái hay cái đẹp mà mình có cho con nữa. Đó là một sự thất bại lớn của một đời người. Tại mình đã tiếp nhận từ ông bà cha mẹ biết bao nhiêu là châu báu của nền văn hóa, của nền đạo đức tâm linh, những cái giá trị của nền văn hóa dân tộc mình đã được từng tiếp nhận. Nhưng mà tại vì sự liên hệ giữa mình với con mình nó khó khăn quá, thành ra mình không có trao truyền cho nó những cái quý giá, những cái châu báu của nền văn hóa dân tộc. Và vì vậy cho nên muốn trao truyền thì mình phải học thiết lập lại cái sự truyền thông. Mà muốn thiết lập được truyền thông thì không có gì hơn là thực tập lắng nghe và ái ngữ. Và mình có một cái bút, mình có một tờ giấy. Tại sao mình không có nói những cái lời đó bằng một lá thư, để mà bắt đầu mở lại cái cánh cửa giao thông lâu nay đã bị đóng lại kín mít. Thì con của mình nó đang đi những nẻo đường tâm tối nguy hiểm, thì mình phải trở thành cái người thiện hữu tri thức của nó. Tại sao không? Mình là cha, mình là mẹ, mình phải cứu con mình. Mình phải là người thiện hữu tri thức của con mình. Và nếu muốn làm chuyện đó thì mình phải thực tập ái ngữ và lắng nghe, để có thể mở lại cánh cửa truyền thông đó. Và khi mà mình đã khôi phục lại đứa con của mình rồi, thì lúc đó mình mới có tương lai. Tại vì tương lai là gì nếu không phải là con mình? Mình đánh mất đứa con thì mình đâu còn có cái tương lai gì nữa. Tương lai của một người cha tức là đứa con của mình. Tại vì chính đứa con của mình nó sẽ tiếp tục mình, nó sẽ chuyên chở mình đi vào trong tương lai. Mà nếu mình đánh mất con mình thì làm sao mà có cái sự tiếp nối đó được, làm sao mình đi về trong tương lai được. Mình có thể gửi gắm cho tương lai những cái ước mơ, những cái châu báu của mình. Cho nên cái chuyện mà các ông, các bà phải thực tập để nối lại cái tình thâm giữa mình với con mình là một sự thực tập rất là quan trọng. Cái đó các ông, các bà không phải là làm cho riêng các ông, các bà đâu. Các ông, các bà làm cho cả xã hội. Tại vì nếu xã hội chúng ta, trong đó tất cả những người trẻ đều buồn giận, đều bị tách rời với cha mẹ của họ, thì làm thế nào để giới trẻ có thể tiếp nối được những cái thế hệ tổ tiên và trao truyền được những cái châu ngọc của văn hóa đã được cấu tạo trong suốt bao nhiêu ngàn năm quá khứ. Cho nên sự thành công của ông và của bà để mà hồi phục lại đứa con của mình, nó là một sự thực tập rất lớn, nó là một đóng góp rất lớn cho xã hội. Tại vì trong xã hội của chúng ta, mỗi ngày chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu là cô hồn bất vượng. Rồi có rất nhiều người trẻ nó đi lang thang khổ đau như những con ma đói, không có chỗ nào nương tựa. Chúng nó không có tin vào văn hóa của chúng nó, chúng nó không có tin vào gia đình cha mẹ của chúng nó, chúng nó không có tin vào học đường và những cái giá trị mà chúng ta công nhận.
Vậy thì chúng nó không có chỗ nương tựa, chúng nó là những con ma đói, thiếu hiểu, thiếu thương, không có hướng đi. Mà chúng ta trong đời sống hàng ngày, trong cái cách cấu tạo xã hội của chúng ta, chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu những con ma đói như vậy. Thanh niên bây giờ, trong giới thanh niên bây giờ có rất nhiều ma đói, đi lang thang, thiếu tình thương, thiếu hiểu biết, thiếu niềm tin ở nơi gia đình, ở nơi văn hóa. Và vì vậy cho nên cái phần sự của các ông các bà là tự biến mình thành một người thiền hữu tri thức của con, trở thành một người bạn của con, để đưa con ra khỏi con đường nguy hiểm đen tối. Đó là cái hành động thương yêu lớn nhất mà chúng ta có thể làm. Đó là hành động của một vị Bồ Tát. Mình làm cha, làm mẹ, làm bạn của con, và mình học được từ nơi Bồ Tát Quan Thế Âm những cái phương tiện để có thể khôi phục được cái sự truyền thông, cái hạnh phúc gia đình. Đó là chúng ta đang thực tập như là một người đệ tử của Quan Thế Âm Bồ Tát.